kỹ cả tiền, chả giải quyết vấn đề. Lỗ mẽ một đồng, thậm chí là 2 đồng, mất cả lợi tức luôn. Chán thế. Steal với Huston, bán con mẹ hết đi cho xong. Cái gì vậy bà nội? Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi. 246 qua gì đây? Đó. Ui, 246 mà ra cả giáp gai hoa hồng ạ. Vách cặp piu. Holy fucking shit. Thua là đẹp này. Rồi, thua 2 cờ hợp lý rồi. 360. Nghìn số. Thôi nổ hũ thêm đúng 1 lần nữa thôi. 750 số. Cút đây, ăn cút đây. Ôi, cái đéo gì đấy, trời ơi. Tôi có chơi với các bạn đâu. Tôi invite các bạn vào cái kênh Discord cái này. Một mình các bạn chơi thôi. Tôi đánh rank với các bạn làm gì? Tôi đánh rank với các bạn làm sao mà các bạn tốt cao hơn tôi được? Giống cái kiểu giao lưu ngày xưa ấy, khổ quá. Làm như vậy thì nó vui. Chứ còn bây giờ làm một cái custom xong rồi nhô nhào anh em vào đánh người quýt, người AFK, người mất điện, người thế này thế kia, mệt lắm. Nên là tôi không bao giờ tôi thích custom là vì thế, nó làm mất thời gian của tôi và của cả các bạn nữa. 3, 6, 8 méo đủ 10 rầu. Yone này qua của 6 vàng, tức là cho mình 2 con tướng 3 vàng, 2 con tướng 3 vàng sẽ có 1 con Yone ở trong đấy. À đủ mé, nó cho 6 vàng thẳng mặt luôn ạ. Bẩn thế nhờ. Cái mùa này nó không còn cái hàng chờ Pandora ha. Cái hàng chờ Pandora mà có ở mùa này nó bá quá. Dễ lên 4 tiền 3 sao với 5 tiền 3 sao quá. Kennen KDA. Đây là fan cứng. Ghi cả tiền, chả giải quyết vấn đề. Lỗ mẽ 1 đồng, thậm chí là 2 đồng, mất cả lợi tức luôn. Chán thế. Steal với Huston, bán con mẹ hết đi cho xong. Cái gì vậy bà nội? Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi. Đánh Huston nó phải có phương pháp. Nó phải nằm ở cái đầu. Đầu ở đây là đầu ở bên trên chứ không phải đầu bên dưới. Hiểu chưa? Bây giờ thì thiếu 1 con Yone và 1 con Viego nữa. Thêm 1 con siêu sao nữa là đủ. Hoặc là 1 cái thỉa ở chợ. Có Yone này. Còn Ken không chịu hack tiền nó chậm gì cả. Bây giờ ước gì qua tên chó mình sẽ có thêm 1 cái găng nữa. Để tôi lắp cái găng đạo tặc cho con Ken. Bởi vì con Ken mà nó lát hit được đối phương, nó sẽ cho các bạn rất là nhiều tiền. Cái hay của các bạn biến số ấy là nó có 2 dạng. Khi mà các bạn thắng thì ở round tiếp theo nó sẽ biến thành sát thủ. Và sát thủ khi lát hit thì được 3 vàng 1 con tướng lát hit. Đấy. Còn nếu như... Ui... Ý trời rồi. Chết con mẹ chúng mày rồi. Ôi, chàng đéc ơi, tại sao nó lại kinh khủng thế này? Trời ơi. Xong rồi, các bạn mình ơi, hãy cùng mua vui. Đấy, mẹ lên được mốc 7 phát thua luôn. Thôi thì cái lõi cuối cũng chả xin gì nhiều. Cho cái khổng lồ hóa cũng được. Ham lắm. Các bạn đấm vào mình cái khổng lồ hóa vào mùa mình thì mình cũng xin nhận đấy. 1 găng đạo tặc, 1 diệt khổng lồ vào đây. Tojin cũng được. Tojin một tí nữa mình sẽ đánh Jin, Zehin. Tôi vẫn nghe có quá nhiều những ý kiến trái chiều về con Zehin. Gọi như vậy cho anh em dễ phân biệt giữa Jin và Jin. Quá nhiều những lời phàn nàn. Không hiểu tại sao các bạn lại phàn nàn. Làm gì có tí hon. Tất cả nâng cấp đều bằng bạc thì lấy đâu ra tí hon để cho các bạn chơi. Nhỏ nhắn nhanh nhẹn là lõi vàng. Còn 2 cái lõi mà tăng máu gốc là 2 lõi kim cương. Em cái thằng Lin héo lấy tất cả nâng cấp bằng bạc thì lấy đâu ra. Đấy, tiền này, thấy không? Kê mà nó giết được người là ra tiền. Nó mà xoay cái skill của nó mà giết được người là ra tiền. Đấy, 3 vàng tiếp này, ngon chưa? Ngon đét luôn, lại 51 vàng luôn. 246 qua gì đây? Đó. Ui, 246 mà ra cả giáp gai hoa hồng ạ. Vách cặp piu. Holy fucking shit. Đấy, con Ken phải cầm những cái đồ mà nửa tanh nửa đam thế này này thì nó hợp lý với con Ken này. Tiền. Đấy, 3 vàng tiếp. Ken là một con khá hay đấy. Ken và Kiana là 2 con có khả năng hack tiền với hack đồ rất là ok. Con này mà thua là đậm lắm đây này. Và có một cái điểm mà các bạn cần phải lưu tâm là cái bọn Huston này, càng về late game thì cái số nó cộng càng nhiều vào cái hộp này. Nên là đầu game mà các bạn có mốc cao nhiều khi điểm nó cũng không thể cao được đâu, không thể cao được. ở vòng 4 sang vòng 5, qua vòng 5.1 mà các bạn nuôi được 4 trận thua liên tiếp ý, cái hộp này sẽ cho các bạn hơn 1.000 số, hơn 1.000 ở mốc 7, 900 cho đến 1.001, khoảng đấy. Uầy, thế thì mới nổ được quả hũ ấy thì khai thiên lập địa luôn. Thua là đẹp này, thua là đẹp này, thua một cờ là đẹp này. Rồi, thua hai cờ hợp lý rồi. 360 1.000 số. Thôi nổ hũ thêm đúng một lần nữa thôi, đúng một lần nữa thôi là tôi sẽ té. Chim cúc xoay không kịp là vẫn đi như thường, xoay bài mà không kịp là vẫn cút như thường luôn. Đấy, giết con nữa. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Mềm thôi, mềm thôi. 534 rồi, thua thêm một round nữa là khoảng tầm gần 800 số. Gần 800 số, 750 số, 750 số. Cút đây, ăn cút đây. Ôi, 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 cây đéo gì đấy, trời ơi. Cái gì đấy, cái Lucian bắn toàn trượt thế. Lắc hai vô cực thì cái chí mạng, tỷ lệ chí mạng nó thừa ra thì nó cộng vào sát thương chí mạng, nó cũng thế cơ mà. Thế các bạn chưa bao giờ lắp hai vô cực hay hai găng bảo thạch cả. Là chuyện hết sức bình thường thôi, có vấn đề gì đâu, bình thường như bao cô gái trên giường thôi. Thôi, nó là con siêu sao đầu tiên nó ra thì mình cũng phải chơi thôi, biết làm sao được. Bỏ con này đi, 4 đấu sĩ bỏ đi 2, 4 đấu sĩ bỏ đi 2, vứt thêm một con lắc vào kích tuyệt sắc, chu đam. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Có thằng chơi Akali à? Vâng, cảm ơn các bạn đã nhắc nhở, cảm ơn các bạn đã nhắc nhở. Nhưng tôi nhét con Lulu vào góc thôi. Con Lulu vào góc chết cũng được. Đây, con Lulu vẫn đứng ở trong góc. Hai con ít quan trọng là đứng ở trong góc, kệ nữa thôi. Còn ở bên trên thì tanh tổng các thứ là cũng khá đầy huề rồi. Bài này có cải thiện được tổng hệ bằng cách nào không nhở? 2, 3, 4, 5, 6, 7. À đủ rồi, đủ 7 rồi. Đánh cha mà kích đủ 7 tổng hệ là cũng ok rồi. Đây rồi. Hai tộc Sona với Aloy thì có kích đó ứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trừ 2 là 6, ở có 6 thôi không phải là 7. 666 lên cấp, vứt một con gì đó nữa vào kích nữa, con này Z đúng không, vứt con Z thì kích được hai tộc, nhưng mà đang thiếu tanh nhỉ. Đây là round cuối rồi, chính là vì đây là round cuối là mình phải up, mình vứt thêm được tổng hệ để kích cho nó khỏe. Thằng này còn 8 máu, tôi còn 13 máu. Thắng thua gì? Đó, chịu làm sao nổi nhiệt. Chịu làm sao nổi nhiệt. Thế thôi, đánh hai trận sương sương, hai ván top 1 nhẹ nhàng tình cảm.